Kính chào quý vị khán giả, quý vị đang theo dõi chương trình Thế giới hôm nay của Đài truyền hình Việt Nam. Chương trình ngày hôm nay sẽ có một số tin tức quốc tế đáng chú ý sau đây. Vụ đánh bom kép hiếm hoi ở thủ đô Baghdad của Iraq khiến hơn 100 người thương vong. Trung Quốc đang từng bước đưa đồng nhân dân tệ kỹ thuật số vào đời sống với tham vọng dẫn đầu thế giới trong lĩnh vực này. Các doanh nghiệp Việt Nam tìm con đường đưa gạo Việt chất lượng cao đến với nước Pháp. Thưa quý vị, ít nhất 28 người đã thiệt mạng và 73 người khác bị thương trong một vụ đánh bom kép xảy ra ngày hôm nay ở thủ đô Baghdad của Iraq. Đây là vụ đánh bom hiếm hoi xảy ra ở Baghdad kể từ khi quân đội nước này tuyên bố đánh bại tổ chức nhà nước Hồi giáo tự xưng IS năm 2017. Theo điều tra ban đầu, kẻ đánh bom liều chết thứ nhất đã giả ốm khi vào khu chợ để mọi người vây quanh. Sau đó, đối tượng này đã cho nổ tung khối thuốc nổ mang theo người. Khi mọi người tiếp tục vây quanh các nạn nhân, đối tượng đánh bom liều chết thứ hai đã cho nổ khối thuốc nổ mang theo. Giới chức Iraq lo ngại số người thiệt mạng có thể sẽ tiếp tục tăng do nhiều người bị thương đang trong tình trạng nguy kịch. Hiện chưa có nhóm nào thừa nhận tiến hành vụ tấn công nói trên. Lực lượng chức năng Iraq đang tiến hành điều tra vụ việc. Indonesia ngày hôm nay ghi nhận 346 ca tử vong do mắc COVID-19, mức cao nhất trong một ngày từ trước tới nay. Cũng trong 24 giờ qua, Indonesia có thêm hơn 27.000 ca nhiễm mới, nâng tổng số lên thành hơn 950.000 ca nhiễm COVID-19. Trong những tuần gần đây, số ca mắc mới và tử vong tại Indonesia liên tục tăng cao, làm dấy lên quan ngại các bệnh viện của nước này có thể quá tải và sụp đổ trong những ngày sắp tới. Trước tình hình trên, Indonesia đã quyết định kéo dài thời gian thực thi lệnh hạn chế các hoạt động cộng đồng tại hai đảo Java và Bali đến ngày 8 tháng 2 thay vì ngày 26 tháng 1 như trước. Nước Mỹ dưới thời Tổng thống Joe Biden có kế hoạch tham gia cơ chế phân phối vaccine toàn cầu COVAX nhằm cung cấp vaccine ngừa COVID-19 cho các nước nghèo, khẳng định được ông Anthony Fauci, cố vấn y tế hàng đầu của chính phủ Mỹ đưa ra ngày hôm nay tại cuộc họp trực tuyến của Ban lãnh đạo Tổ chức Y tế Thế giới. COVAX đặt mục tiêu cung cấp 1,8 tỷ liều vaccine ngừa COVID-19 cho các nước nghèo trong năm nay. Ông Fauci cho biết thêm là chính quyền mới của Mỹ cam kết nước này vẫn là một thành viên của WHO và Washington có ý thức thực thi đầy đủ các nghĩa vụ tài chính đối với tổ chức này. Mua sắm không tiền mặt, hình thức này đã quá quen thuộc với người dân Trung Quốc, nhưng nay thì họ lại được trải nghiệm một hệ thống mua sắm không tiền mặt mới dùng tiền kỹ thuật số. Hàng loạt ngân hàng lớn của Trung Quốc đã có các đợt phát hành tiền nhân dân tệ kỹ thuật số thời gian gần đây và tiến hành thử nghiệm ở các thành phố. Mới nhất ngày hôm nay là đợt thử nghiệm tiền kỹ thuật số lần thứ hai ở Thâm Quyến. Mua đồ ăn sáng ở căng tin bệnh viện là thói quen thường ngày của bác sĩ Yu Jiming đang làm việc tại Thượng Hải. Nhưng từ giờ, cách trả tiền đã hoàn toàn khác. Anh sẽ chỉ sử dụng chiếc thẻ tiền kỹ thuật số được phát hành bởi Ngân hàng Tiết kiệm Bưu điện Trung Quốc. Như là sử dụng thẻ đi tàu metro thôi. Bạn biết mình đã tiêu bao nhiêu và còn bao nhiêu tiền trong thẻ. Thâm Quyến mới là địa phương đầu tiên của Trung Quốc thí điểm sử dụng đồng tiền kỹ thuật số thông qua hình thức mở bao lì xì. Hôm nay là bắt đầu được thử nghiệm thứ hai ở đây. Tổng cộng 100.000 bao lì xì kỹ thuật số, mỗi gói chứa 200 nhân dân tệ được phân phát cho người dân Thâm Quyến, tăng gấp đôi so với đợt thử nghiệm đầu tiên của thành phố hồi tháng 10 năm ngoái. Số tiền kỹ thuật số này có thể tiêu được ở hơn 10.000 nhà hàng và cửa hàng. Tháng trước, chính quyền thành phố Tô Châu, tỉnh Giang Tô đã tặng 20 triệu nhân dân tệ cho người dân khi Ngân hàng Nhân dân Trung Quốc thử nghiệm đồng nhân dân tệ điện tử, loại tiền chính phủ hy vọng sẽ thay thế tiền mặt đang lưu thông. Thử nghiệm ở Tô Châu cũng mở rộng phạm vi bằng cách thử nghiệm đồng nhân dân tệ kỹ thuật số trên các cửa hàng trực tuyến. Còn nếu thanh toán trực tiếp ở cửa hàng thì người tiêu dùng cũng không cần ví điện tử nữa mà sử dụng tiền kỹ thuật số thông qua ứng dụng trên điện thoại, không cần Internet. Trung Quốc tham vọng trở thành quốc gia dẫn đầu về tiền kỹ thuật số. Cần phải lưu ý rằng khác với Bitcoin, khác với tiền Libra của Facebook hay các đồng tiền số khác, tiền kỹ thuật số đang thử nghiệm ở Trung Quốc chính là phiên bản điện tử của đồng nhân dân tệ, được phát hành và hỗ trợ bởi Ngân hàng Trung ương. Việc nhanh chóng kết thúc các chương trình thử nghiệm là bước tiến lớn, đánh dấu việc Ngân hàng Trung ương nước này đã tiến gần hơn đến việc triển khai chính thức để đưa Trung Quốc trở thành nền kinh tế lớn đầu tiên trên thế giới áp dụng một hệ thống tiền tệ như vậy.
Rất nhiều nền kinh tế trên thế giới đang tìm hiểu tiền kỹ thuật số, như ở Thụy Sĩ, Singapore hay là Canada. Và các loại tiền kỹ thuật số đặc biệt phát triển ở Bắc Âu, nơi mà ví điện tử của Ngân hàng Trung ương đã được phát triển. Đây là một xu hướng lớn. Và đối với một nền kinh tế lớn như Trung Quốc, với yêu cầu quốc tế hóa tiền tệ, nỗ lực thử nghiệm hiện nay là cần thiết và cấp bách. Trung Quốc đã bắt đầu nghiên cứu và phát triển đồng nhân dân tệ kỹ thuật số từ năm 2014 và đang tăng tốc trong những năm gần đây. Nghiên cứu về tiền điện tử còn được tiếp thêm động lực sau COVID-19, dẫn đến việc người dân tăng cường sử dụng thanh toán kỹ thuật số. Đồng tiền nhân dân tệ kỹ thuật số khác nhiều so với các tiền số khác như Bitcoin. Giá trị của Bitcoin được định hình do thuật toán và kỳ vọng thị trường. Nhưng đồng nhân dân tệ kỹ thuật số đại diện giá trị đồng tiền pháp định với mục tiêu chính là thay thế tiền giấy. Thế giới đang bước vào kỷ nguyên kỹ thuật số. Thành phố Thâm Quyến hay rộng hơn là Trung Quốc đang có bước tiến vững chắc trong lĩnh vực này vì nhiều thành phố của Trung Quốc đã trở thành xã hội không tiền mặt. Thông qua các chương trình thử nghiệm, có thể thấy rằng Trung Quốc đang đi đầu trong việc số hóa đồng tiền hợp pháp. Công nghệ đằng sau đồng nhân dân tệ kỹ thuật số sẽ cho phép mọi người gửi và nhận tiền bằng cách chạm vào điện thoại của nhau, bất kể có kết nối Internet hay không. Đây là một lợi thế rõ ràng so với các phương thức thanh toán điện tử hiện nay như Alipay hay WeChat Pay. Việc điện tử hóa tiền tệ sẽ giúp chính phủ Trung Quốc kiểm soát tham nhũng, dòng tiền bất hợp pháp và tránh thuế. Nhưng về lâu dài, khi hệ thống tài chính của Trung Quốc phát triển hơn, hệ thống thanh toán tiền điện tử online sẽ có lợi cho việc quốc tế hóa đồng nhân dân tệ. Một trong những công nghệ mạnh mẽ nhất mà Trung Quốc có hiện nay chính là công nghệ tài chính, hạ tầng kỹ thuật số lượng người dùng và cả những lĩnh vực chúng ta có thể áp dụng cho một nền kinh tế kỹ thuật số. Có lẽ ở Trung Quốc đang nhiều hơn cả ở Mỹ và châu Âu. Tất nhiên, tiến tới sử dụng tiền kỹ thuật số thay thế, ngoài việc tăng cường hiệu suất quản lý tiền mặt, giảm chi phí in ấn tiền giấy, thúc đẩy tiến trình quốc tế hóa đồng nhân dân tệ, thì cũng tiềm ẩn nhiều nguy cơ về thiếu hụt kiến thức công nghệ, tạo kẽ hở cho tội phạm công nghệ cao. Những chiếc bập banh lắp ở biên giới Mỹ-Mexico đã được trao giải thiết kế của năm 2020, vượt qua 74 tác phẩm khác trên khắp thế giới. Đây là giải thưởng thường niên của Bảo tàng Thiết kế London, Anh. Những chiếc bập banh này được lắp vào ngày 28 tháng 7 năm 2019 và được dỡ bỏ ngay sau đó. Khi đó, thì những chiếc bập banh đã trở thành công cụ kết nối trẻ em ở hai nước Mỹ và Mexico do được lắp đặt xuyên qua bức tường biên giới ngăn cách hai nước này. Tác phẩm này nói về mối quan hệ giữa hai nước tại biên giới, những gì xảy ra ở bên này sẽ tác động như thế nào tới bên kia, và giải thưởng thiết kế đã được trao vì công trình này mang ý nghĩa ẩn dụ như vậy. Di tích thành cổ Palmyra ở Syria đã bị tổ chức nhà nước Hồi giáo tự xưng IS phá hủy, nhưng một người dân Syria đang cố gắng dựng lại mô hình thành cổ này một cách chi tiết nhất. Ông Ali Saleh cùng với người con rể của mình đã dành nhiều thời gian để dựng lại mô hình của ngôi thành cổ có tuổi đời 2.000 năm. Các chi tiết làm bằng thạch cao và bìa cắt tông được mô phỏng chi tiết như thật. Dù tác phẩm hiện nay chưa hoàn thiện, nhưng ông Ali chia sẻ, ông làm tác phẩm này để con cháu có thể biết về lịch sử và không quên đi dấu tích từng là khởi thủy của đất nước Syria. Dù là nước có lượng gạo xuất khẩu cao gần nhất thế giới, nhưng con đường để đưa gạo Việt Nam đến các siêu thị tại châu Âu vẫn khá gian nan. Tại châu Âu, gạo Việt đã dần xuất hiện, và gần đây nhất, gạo ST và gạo hữu cơ của Việt Nam đã được bán ngày một rộng rãi hơn trong các siêu thị Á Đông tại Pháp. Phóng viên Nguyễn Mỹ Linh đưa tin từ Cộng hòa Pháp. Bên cạnh những dòng gạo đã từ lâu chiếm lĩnh thị trường tại Pháp như gạo Ấn Độ, Thái Lan, thì gạo Việt Nam đã bắt đầu tìm được con đường để đến Pháp, tuy vẫn còn nhỏ hẹp. Gạo hữu cơ là khoảng trống mới trên thị trường mà các doanh nghiệp xuất nhập khẩu Việt Nam hướng đến. Dù giá thành còn cao, nhưng với trào lưu dùng hàng hữu cơ ngày một mạnh tại Pháp, ST24, 25, Nàng Hương hay Chợ Đào là những cái tên đang dần được cộng đồng Á Châu và người Pháp ăn gạo chú ý. Đi vào thị trường ngách thì cũng là một cái cách, theo tôi cũng là một cái cách để gạo Việt Nam thâm nhập tự từ vào thị trường châu Âu. Nhưng mà cái quan trọng, Việt Nam có một cái quy chuẩn gạo, có cái quy cách để giúp người nông dân là, hoặc là thậm chí là những cái công ty lương thực lớn, họ làm sao để có những cái hạt gạo mà đạt đúng tiêu chuẩn được châu Âu chấp nhận. Thì từ đó thì mới mong là thị trường châu Âu có thể đón nhận được cái hạt gạo của Việt Nam.
Không chỉ có thị trường ngách mà ngay cả thị trường gạo giá rẻ, thì quy chuẩn gạo cho phù hợp thị trường châu Âu là điều mà hạt gạo Việt Nam dường như vẫn chưa làm được. Hình ảnh gạo giá rẻ, chất lượng chưa cao, chỉ bán cho cộng đồng châu Á từ lâu đã được gắn mác với hạt gạo Việt Nam, và đây chính là một trong những rào cản không nhỏ. Sau chênh leo, thị trường gạo Việt Nam đã tìm được con đường để gõ cửa vào châu Âu. Tuy thế, để mở rộng cánh cửa vào các siêu thị bản địa, thay vì chỉ dừng ở siêu thị châu Á, là một bài toán không đơn giản. Hạt gạo Việt Nam mình thì chưa có quy chuẩn, nhưng là thường bị mang tiếng là hạt gạo giá rẻ này, rồi chất lượng thấp, nên là thường sẽ không được thị trường châu Âu đón nhận. Về một số các cái hạt giống gạo mới gần đây, ví dụ như ST24 hay ST25 ấy, thì là không thua kém gì so với các cái hạt gạo ngon của thế giới. Cái vấn đề về quảng bá hình ảnh, về thương hiệu của hạt gạo Việt Nam, để khi mà thế giới họ nhắc tới là Việt Nam là một nước nông nghiệp có khả năng tương đối phát triển và có những cái sản phẩm đạt được chất lượng mà để đi đến bất kỳ nơi đâu thế giới thì... Con đường để đưa nông sản Việt Nam ra thế giới chắc chắn là không đơn giản, nhưng có lẽ một trong những ngách nhỏ để có thể đưa nông sản Việt Nam đến với châu Âu đó là những cái sản phẩm nông nghiệp hữu cơ. Đây là một ngách tuy nhỏ nhưng có thể sẽ mở ra những cái cơ hội cho nông sản Việt Nam đi ra được thế giới. Nguyễn My Linh, phóng viên của Truyền hình Việt Nam đưa tin từ Cộng hòa Pháp. Nước Mỹ đã bước vào một thời kỳ mới, chắc chắn có nhiều thay đổi dưới thời tân Tổng thống Joe Biden. Tối qua theo giờ Mỹ, một màn pháo hoa chúc mừng chính quyền mới đã thắp sáng bầu trời khu vực Nhà Trắng cùng với ca khúc có tựa đề Firework, pháo hoa, truyền cảm xúc mạnh mẽ đến hàng triệu khán giả. Chương trình Thế giới hôm nay ngày hôm nay cũng xin được kết thúc tại đây. Cảm ơn quý vị khán giả đã dành thời gian quan tâm theo dõi chương trình. Xin chào tạm biệt quý vị.